Tại những người bạn bè trên Facebook, hãy share ra. Và ngay lúc này, chương trình sẽ được trực tiếp phát hình trên băng tần của đài SET, IBC TV, YouTube của anh Nam Quang, Người Việt California, Katie Food Story, Food and Fun, Quốc Võ và David Võ. Xin mọi người đang theo dõi chương trình này, xin nhấn nút share để cho tất cả bạn bè đang theo dõi chương trình đặc biệt này. Và bây giờ, người ca sĩ đầu tiên mà Oscar muốn giới thiệu sẽ làm nóng bỏng sân khấu hôm nay. Cô đã từng làm mây làm gió, một super hot vào cuối thập niên 1987. Một tràng pháo tay đặc biệt cho nữ ca sĩ Linda Trang Đài. Linda xin hạnh kính chào tất cả quý vị. Và Linda cũng rất là hân hạnh để được đến đây hôm nay để cùng chung vui và ủng hộ cho anh Michael Võ. Mong quý vị sẽ bầu cho anh Michael Võ tranh cử giám sát viên để giúp cho người Việt mình nhiều hơn. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Và hôm nay Linda cũng xin nhân dịp Tết vừa qua thì cũng xin chúc tất cả quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật là nhiều may mắn. Xin cảm tạ quý vị. Và sau đây xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là quen thuộc, đó là bài I Turn To You. Xin... Cảm ơn anh Nghĩa. I turn to you. When the world is darker than I can understand, when nothing turns out the way I planned, the way I planned, when the sky turns gray and there's no one inside, inside, when I can't sleep through the lonely night, I turn to you like a flower leading towards the sun. I turn to you 'cause you're the only one who can turn me around when I'm upside down. I turn to you, I turn to you. Ooh. When my eyes are racked with anxiety, anxiety, you have that touch that will quiet me, quiet me. You lift my spirit, you melt the ice, ice. When I need inspiration, when I need advice, I turn to you like a flower leading towards the sun. When I'm upside down, to you. Ooh, I'll turn to you. I'll turn to you. Ooh, I'll turn to you. Xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Thì Thầm Mùa Xuân và xin gửi tặng cho tất cả quý vị. Từng trôi đón trên non mang, từng hạt mưa lung linh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Thì thầm là gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Come on. Từng trôi nắng xinh măng, từng hạt mưa lăn rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Thì thầm làn gió kẻ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Come on, one more time, here we go. Xin quý vị nhớ vote cho anh Michael Võ. Thank you. Từng trôi nón sen mơ màng, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Thì thầm làn gió theo vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Wow, đúng là thật là hot, sexy, nóng bỏng không bao giờ. Cái ngọn lửa trong người Linda không bao giờ tắt. Linda ơi, Oscar có hỏi Linda là Linda ở đây rất là lâu rồi, và Linda cũng ở ngay Lý Đồ Sài Gòn mình. Thì Linda có biết gì về anh Michael Võ không mà Linda nhận lời tới của bạn bè anh Michael tới đây hát cho anh Michael? Linda thì ở đây cũng rất là lâu, cũng chắc là hơn 40 năm. Có bao giờ Linda làm việc hay là biết anh Michael không? Hay là anh Michael là một người mà rất là friendly. Giống như là Linda đã được quen biết anh Michael và cũng như chị Nga. Đúng rồi chị Nga. Rất là lâu. Và Linda luôn sẽ ủng hộ cho anh Michael, vì Linda biết ảnh là một người rất là quan tâm đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và ảnh làm tất cả những gì để tốt đẹp để đem đến cho cộng đồng người Việt mình càng ngày càng tiến triển hơn. Yeah. Thì lát nữa đây Oscar và anh Michael Võ sẽ nói thêm về những này, và cảm ơn Linda rất nhiều. Như vậy thì xin mời Linda, mời tất cả bạn bè mà của Linda, các fan của Linda rất là đông, thì có thể mời vote cho anh Michael được không? Yes, vào ngày 9 tháng 3. Of course, yeah. Definitely. Cho nên Linda đến đây hôm nay để ủng hộ anh Michael Võ 100%, và muốn kêu gọi tất cả các bạn, các fans và tất cả các quý vị người Việt Nam mình hãy ủng hộ cho anh Michael Võ, vì đây là cũng một cái điều rất là hãnh diện, vì anh Michael cũng là người Việt Nam. Cho nên những cái gì mà làm được cho cộng đồng người Việt mình, để Linda sẽ ủng hộ cho người Việt mình, thì Linda hết sức ủng hộ 100%. Cho nên xin quý vị hãy ủng hộ cho anh Michael Võ, để người Việt mình là người có một tiếng nói, hợp tác lại, chúng ta unite để chúng ta làm nên lịch sử. Vì đây nếu anh Michael mà thắng được cái giám sát viên của Địa hạt 2 là chúng ta làm nên lịch sử, sẽ có 2 người giám sát viên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Đúng rồi, đúng rồi. Và quý vị ơi, đó là một điều rất là hãnh diện cho chúng ta yêu cầu Việt Nam, đúng không? Vì mình luôn luôn phải ủng hộ nguồn gốc của mình. Không những là anh Michael giúp cho người Việt Nam, nhưng mà anh Ngô cũng giúp rất nhiều cộng đồng sắc dân khác. Lát nữa Oscar sẽ nói về vấn đề đó. Đúng rồi, quý vị khán giả. Cảm ơn Linda rất nhiều. Thank you. Cảm ơn quý vị, và Linh một lần nữa xin cảm tạ. Xin cảm ơn anh Nghĩa, ban nhạc. Thank you. Thank you Linda. Kính thưa quý vị, khi mà nhận lời làm MC cho cái chương trình hôm nay, Oscar rất là sợ. Tại vì lần đầu tiên mà nói vấn đề về chính trị thì Oscar cũng rất là run. Khi mà nhận lời thì anh có người gọi tới nói Oscar có thể làm help dùm, làm MC không? Thì nghe chữ help, Oscar liền nhớ tới một câu chuyện rất là funny. Khi chúng ta qua Mỹ, ai cũng học chữ tiếng Anh bắt đầu từ chữ ABC mà phát âm thì không chuẩn, vì chữ help đôi khi chúng ta cứ nói thành help không. Thì một ngày nào đó, một nàng kia cũng xinh đẹp, qua đây cũng không bao nhiêu lâu, đi về Việt Nam qua Tết, Tết vừa qua chúc Tết hàng xóm, thì một bầy chó nó chạy ra, nó sủa quá trời, nó nhào tới, cô ta sợ quá. Thì mình phản ứng tự nhiên của mình trên đất Mỹ là help me. Thì bà hàng xóm bà nói ôi giời, mày đi có vài năm mà mày quên tiếng Việt, mày dở người à, con nói là con chó, mày cứ bảo là con heo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trở lại chương trình ca nhạc, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Người Đáng Áo của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm mến chào tất cả quý vị, và Nguyễn Tâm mến chúc cho anh Michael Võ, anh sẽ được rất là nhiều người Việt ủng hộ và anh sẽ thắng cử trong cái năm nay. Có người con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bỗng chia đôi, áo đang chưa rồi lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Nhớ mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy, nhưng ai âm thầm gồm đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lành giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đang mong từng đông. Mùa đông ai đang áo gửi đi, mùa đông ai đang ước tình bằng nồng. Như chiều về có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đang mong đẹp vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa lá mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm xa xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai, áo đang sống rồi nhớ cho em gửi muỗng vàng niềm thương. Có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đang mong đẹp vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa lá mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai, áo đang sống rồi nhớ cho em gửi muỗng vàng niềm thương, áo đang sống rồi nhớ cho em gửi muỗng vàng niềm thương. Nhạc phẩm thứ hai xin gửi cho quý vị ngay sau đây, nhạc phẩm được mang tên Những đồi hoa sim, mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị cho anh Nghĩa một tràng pháo tay quý vị. Chiều hoang biển biên kể chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xiêm tím khi còn tóc bụi bay. Mấy lúc sông pha ngoài trên tuyến ai hẹn được ngày về, rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó lần ghé về thăm sớm hoàng hôn tắt sâu đồi. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển Việt. Vào một chiều mưa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đuôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ, để không chết người trái khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì. Ôi ngày trở lại nhịp đồi xiêm nay vắng người em thơ. Chạy xa tiết lang dần theo bóng tối. Xưa chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ tơ duyên. Nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa tim nên để chiều đi không hết. Cả chiều hoang đến ngồi bên mồ nàng, từ giao hợp hôn nàng không mấy áo cưới thoáng buồn trên nét mi. Khói buồn bên hương tan nghi ngút, trên phố đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đồi xiêm nay vắng người em thơ. Ôi đồi xiêm tím cháy xa tít lang dần theo bóng tối. Xưa chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ tơ duyên. Nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tìm cả chiều hoang nay tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mồ nàng, từ giao hợp hôn nàng không mấy áo thoáng buồn trên nét mi. tán nghi ngút. Trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thênh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy. Đồi hoang mới tiêu điều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Tâm rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, hồi nãy giờ Oscar đứng phía dưới thì đã trải qua 4 tiết mục ca nhạc rồi. Thì có bạn bè mới chắc vô, ủa anh Michael Võ là ai? Tại những người nào ở Nam California thì mới biết anh Michael Võ là ai. Oscar xin bật quý vị là ảnh là một người business rất là thành công. Nhưng mà nếu mà làm business không thì chỉ là lợi nhuận cho ảnh không thôi. Tại sao ảnh phải bước vào chính trường của Mỹ? Ảnh là người thị trưởng đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên giữ chức thị trưởng ở thành phố của Mỹ. Sau 45 năm đây, anh đã vào chính trường được 12 năm. Trong 12 năm đó, từ nghị viên mà anh làm lên chức thị trưởng tới 3 lần, quý vị. Nhưng mà thành phố Palm Valley thì cũng chưa đủ. Bây giờ anh muốn giúp đỡ người Việt Nam nhiều hơn. Do đó, anh mới ra ứng cử giám sát viên của The Board of Supervisors on County mà địa hạt 2. Do đó, mọi người đều bước nhìn thấy bức hình của anh Michael Võ. Nhưng bây giờ em muốn mời anh lên đây để mọi người nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Please put your hands together for the mayor of Palm Valley, Mr. Michael Võ. Xin một tràng pháo tay đặc biệt cho anh Michael. Chúc mừng anh. Anh ơi, xin anh gửi lời chào tới quý vị khán giả. Lời đầu tiên chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn hiện diện trong phòng thâu ngày hôm nay, đến tất cả các YouTuber đang làm cái chương trình livestream. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta làm cái livestream để cùng với nhau nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam. Và tất cả các fan, tất cả mọi người đang theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Khi mà em nói em chuẩn bị phỏng vấn anh, có những người họ điện thoại hay text em nói là bây giờ 12 năm làm chính trường, anh đã giúp được gì cho những người đồng bào ở đây? Quý vị có đồng ý không quý vị? Tại vì anh, người ta ở Palm Valley thì người ta biết anh làm cái gì, nhưng mà thực ra em ở Irvine hay những người khác không biết. Thì anh có thể cho mọi người biết anh đã làm gì, thành công gì trong 12 năm qua đã giúp đỡ cộng đồng người Việt để người ta có thể vote cho anh. Cảm ơn Oscar. Thì thật ra trong cái pandemic, trong cái đại dịch Covid này, thì một trong những chuyện mà chúng tôi đã làm và có thể tự hào là thành phố Fountain Valley là nơi duy nhất đã làm được điều đó trong quận Cam. Sau khi nhận thấy một cộng đồng bị bỏ quên, cộng đồng của những người không biết tiếng Anh, cộng đồng của những người không biết sử dụng computer, cộng đồng của những người khuyết tật không thể ghi danh để chích ngừa Covid được, thì chúng tôi đã ra chương trình và trong 24 tiếng đồng hồ thành phố Fountain Valley đã lập nên chương trình này là sẽ mở ra một cái trung tâm để giúp cho tất cả những người Mỹ, những người Việt Nam, những người Latino không biết sử dụng computer có thể đến trung tâm sinh hoạt của thành phố. Có người sẽ tình nguyện ghi danh và giúp cho các cụ được chích ngừa. Và ngoài ra, khi mà nhiều người không biết lái xe, ghi danh được rồi, làm sao lái xe đi đến trung tâm chích ngừa ở quận Cam, thì chỉ có 2 nơi được chích ngừa mà thôi, là ở tại Disneyland và Soka University. Thì thành phố Fountain Valley đã bỏ tiền ra bao thuê xe taxi để chở các cụ đó đến trung tâm để được chích ngừa. Thì thưa Oscar, đó là những cái chuyện mà chúng tôi đã làm và đã thành công và đã giúp cho cộng đồng một cách thực tế trong thời gian qua. Đó là những người của cư dân Palm Valley thôi phải không anh? Đó là lý do tại sao anh muốn tranh cử ở giám sát viên của địa hạt để anh có giúp hơn. Thì anh có thể cho em biết là cái chức vụ giám sát viên địa hạt với cái chức vụ mayor đang giữ thì cái chức vụ nào lớn lao hơn và chức vụ giám sát viên anh sẽ làm những gì? Cảm ơn Oscar. Thì thật ra Fountain Valley là một thành phố tương đối nhỏ, chỉ có 9 dặm vuông và 55.000 dân. Khi mà nói đến chức vụ giám sát viên địa hạt 2 thì chúng ta tất cả là 11 thành phố và đến 600.000 cư dân. Thì trong cái việc làm đó chúng tôi sẽ có cơ hội được phục vụ cộng đồng nhiều hơn, cộng đồng người Việt Nam, cộng đồng người bản xứ, cộng đồng của tất cả các sắc dân khác. Thưa với Oscar và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình, lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng của chúng ta có cơ hội có được 2 người giám sát viên gốc Việt. Và quận 8 là một quận lớn hàng thứ 5 trên nước Mỹ, với tất cả nhiều cái ngân sách rất là lớn để có thể giúp đỡ cho dân cư. Thì chúng tôi nghĩ rằng một người giám sát viên gốc Việt sẽ có nhiều cơ hội hơn, đem lại những chương trình gần gũi hơn, phục vụ cho cộng đồng một cách hữu hiệu hơn, thưa anh. Mà công việc giám sát viên là làm gì anh? Nếu mà chúng ta từng city ha anh? Nếu mà chúng ta nói đến quận thì chúng ta sẽ có sở cảnh sát của quận, sẽ có sở cứu hỏa của quận. Và chúng ta đến quận Cam thấy một cái quận hạt được khang trang, đường xá được an toàn, và tất cả những tiện ích của xe cộ như là xe bus đều được thuận lợi cho tất cả mọi người dân. Nhưng mà quan trọng hơn hết, nếu mà Oscar ở quận Cam và so với quận mình sẽ thấy nơi nào an toàn hơn. Thì như vậy, chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái vai trò của người giám sát viên đem lại cái sự an ninh cho cư dân của quận là một điều rất là quan trọng. Và chúng tôi thiết nghĩ là một người Việt Nam thì những cái suy nghĩ, những cái nhu cầu mà cộng đồng người Việt Nam cần phải có thì chúng tôi sẽ nhận dễ hơn và có thể giúp cộng đồng của chúng ta một cách hữu hiệu hơn, thưa anh. Anh ơi, cựu Tổng thống Donald Trump có một câu như thế này: Make America Great Again. Thế thì cái slogan của anh là gì anh? Keep our community safe. 100 pháo tay cho anh là ảnh muốn cộng đồng chúng ta được an ninh, an toàn hơn. Cảm ơn anh Michael. Và câu hỏi cuối cùng trước khi anh trở lại với chương trình ca nhạc. Anh ơi, người ta nói là làm business rất là giàu rồi. Bây giờ anh đã làm mayor, là thị trưởng thành phố Palm Valley, là cũng giàu rồi. Bây giờ giám sát viên chắc người ta trả tiền nhiều lắm phải không anh? Tại sao anh không làm business mà anh vô chính trường anh làm? Bây giờ anh chưa chịu mà anh lên tới giám sát viên. Thì anh có thể cho biết, quý vị khán giả biết được không? Oscar hỏi hóc búa quá. Em nghĩ là chắc bạc triệu phải không quý vị? Thật ra đó thì thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi người thì có những cái đam mê. Ví dụ như có những người đàn ông thì đam mê có nhiều cái đồng hồ đẹp. Có người thì đam mê trong gara có 10 chiếc xe đẹp. Thì chúng tôi cái đam mê là làm sao để phục vụ cộng đồng. Và trong cái suốt 10 năm làm việc trong thành phố Fountain Valley thì có những cái chuyện mà chúng tôi đã làm và đã giúp cho người dân một cách hữu hiệu. Không phải chỉ riêng cho Palm Valley mà cho cộng đồng người Việt Nam, mà tất cả mọi người. Ví dụ như trong 2 tuần lễ vừa rồi thì thành phố Fountain Valley đã cho phép tất cả những căn nhà sửa chữa, những cơ sở sửa chữa, những cái building construction mà không có permit. Thì thành phố ngày hôm nay giúp cho những nơi đó có thể tự nguyện đến thành phố điền đơn, và thành phố sẽ giúp cho những cái construction đó bây giờ trở thành legal. Thì đó là những cái công việc mà chúng tôi làm một cách hữu hiệu để giúp cho tất cả mọi người, thưa anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Em biết là anh Andrew Đỗ đã là giám sát viên của quận hạt District 1. Bây giờ District 2 District thì anh run cái chức Supervisor. Thì trong cái địa hạt 2 gồm những thành phố nào? Cảm ơn Oscar. Thì thành phố, trong 11 thành phố của địa hạt 2 thì chúng ta sẽ thấy có Newport Beach, có Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Seal Beach, Rossmoor, có La Palma, có Los Alamitos, có Cypress, có Buena Park và Stanton. Thì trong 11 thành phố chúng tôi vừa kể, cộng đồng người Việt Nam tương đối rất là ít, tức là chỉ có 5% dân số mà thôi. Nhưng mà lần này chúng ta có thể làm nên lịch sử, thưa với Oscar. Kính thưa quý vị, thực ra chúng ta có 11 thành phố nằm dọc theo bờ biển của Nam California, nhưng mà không phải là chúng ta là cư dân của những thành phố thì chúng ta mới được bầu. Nhưng mà quý vị đang coi livestream, coi trên YouTube, coi trên đài SET và IBC, quý vị có thể khuyến khích bạn bè, hay gọi phone bạn bè nói, bạn bè hãy làm ơn vô cho anh Michael Võ, cũng như chúng em đã đừng làm cho những cái nghị viên khác. Tại vì tất cả bạn bè chúng ta là một cái sức mạnh, một cây làm chẳng nên non nhưng 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng ta muốn làm nên lịch sử là người giám sát viên thứ 2 giám sát viên trong quận Cam của chúng ta. Do đó nếu quý vị ủng hộ anh Michael Võ thì khuyến khích bạn bè, text message, gọi phone. Và bây giờ em biết là cái mail in đã mail out ra hết rồi phải không anh? Dạ vâng, đến ngày hôm nay thì 400.000 cử tri của quận Cam, của địa hạt 2 đã nhận được lá phiếu. Thành ra quý vị đã ghi danh và đã đi bầu trong lần vừa rồi thì đã nhận được lá phiếu, làm ơn gửi ký tên và gửi đi liền. Tuy nhiên ngày hôm nay nếu quý vị trong cái địa hạt đó mà chưa nhận được lá phiếu thì ngày mùng 9 tháng 3 là hết hạn đi bầu, thì ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9, tức là trước đó 2 ngày chúng ta có thể mang cái bằng lái đến tận thùng phiếu và bầu tại chỗ luôn, không cần đợi lá phiếu nữa. Và quý vị có con em nào vừa đúng tuổi 18 chưa bao giờ đăng ký đi bầu cũng đem ID tới ngày phòng phiếu bầu luôn. Do đó quý vị khuyến khích remind your spouse, vợ chồng để đi bầu, tất cả mọi người đi bầu, nên đó là chúng ta muốn làm nên lịch sử. Bây giờ em có món quà đặc biệt tới cho anh trước khi chúng ta trở lại chương trình này. Em xin mời ba vị khách đặc biệt em đã mời được hôm nay là Mr. Henry Nguyễn của Lamai Corporation, cô Susan Trần Huntington Rose Medical Center và N Urgent Care, và ông Nguyễn Hữu Thuận, Dr. Nguyễn Hữu Thuận của Min Apple Dental, lên có món quà tặng anh. Một tràng pháo tay cho ba vị sponsor. Cảm ơn ba vị ân nhân. Thật ra thì trong bất cứ một cái cuộc tranh cử nào, cái sự ủng hộ về tài chính là một cái chuyện rất là cần thiết. Trong hơn 10 năm làm việc trong thành phố Palm Valley thì thật ra tất cả những người đã thương yêu và giúp đỡ chúng tôi về vấn đề tài chính, chúng tôi không bao giờ biết cái check account nó nằm ở đâu hết. Tại vì mỗi một đồng tiền mà quý vị giúp đỡ cho chúng tôi thì đều khi xuất trình thì phải có receipt, có hóa đơn. Thành ra trong thời gian ngắn chúng tôi chỉ có 45 ngày để tranh cử, và một cái số tiền tranh cử quý vị thấy giống như một cái size ở ngoài đường là 200 đô, hay là một cái size nhỏ cắm ở dưới đất là 7-8 đô một cái, mà một lần in là in 5-7 ngàn cái. Thì đó là những cái chuyện mà chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều bạn bè. Có những người khắp nơi trên nước Mỹ gửi về qua Internet, trang mạng voteformichaelvõ. Có nhiều người gửi 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Thì đó là cái chân tình mà chúng tôi nhân đây cũng xin thành thật cảm ơn tất cả các anh chị đến đây ngày hôm nay. Và quan trọng hơn hết nữa là sự thương yêu của tất cả mọi người để giúp cho chúng tôi có thể có một cái tiếng nói nhiều hơn và một cái công việc mà chúng ta cùng với nhau làm. Xin mọi người giúp cho chúng tôi làm nên lịch sử ngày hôm nay. Cảm ơn ba vị sponsor và anh Michael Võ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, không có số tiền nào là số tiền nhỏ. Nếu quý vị đang xem đài, đang có YouTube thì quý vị muốn donate và fundraising cho anh Michael Võ, quý vị có thể lên website voteformichaelvõ.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều và kêu gọi bạn bè, tất cả bạn bè, bạn thân hữu là vô cho anh Michael Võ. Trở lại với chương trình ca nhạc, xin quý vị một tràng pháo tay đặc biệt cho nữ ca sĩ Nhã Loan với nhạc phẩm Tình là sợi tơ của nhạc sĩ Anh Bằng. Trước hết thì Nhã Loan sẽ gửi lời chào quý vị ca nhạc ngày hôm nay, và cũng như quý vị đang coi YouTube và cũng như livestream, hãy ủng hộ cho Michael Võ ạ. Bài hát đầu tiên Nhã Loan sẽ gửi đến quý vị bài hát mang tên Tình là sợi tơ của nhạc sĩ Anh Bằng. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đau anh, nước mắt không đem lời chuối ngày ấm mềm. Đừng buồn nghe anh, đừng sầu nghe anh, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhậu đây, nếu lỡ mây sâu từ chối vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi tình là đại dương mênh mông, tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lên đây. Nếu lỡ mây sâu mình vẫn còn nhậu đây, nếu lỡ mây sâu thuyền trôi vào đắng cay. Đừng buồn nghe anh, đừng sầu nghe anh, tình yêu là những ngôi sao bay vào trong tim. Cha cha cha. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đau anh, nước mắt không đem lời chuối ngày ấm mềm. Đừng buồn nghe anh, đừng sầu nghe anh, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhậu đây, nếu lỡ mây sâu thì trôi vào đắng cay. thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi tình lạ đại dương mênh mông, tình lạ sẽ ta mong manh, và ta là chiếc thuyền con vòng đèn trên sóng lên đêm. Nếu lỡ mây sâu mình vẫn còn nhậu đây, nếu lỡ mây sâu tình trôi vòng đắng cay. Đừng buồn nghe ân, đừng sầu nghe ân, tình yêu là những ngôi sao bay vào trong đêm. Đừng buồn nghe ân, đừng sầu nghe ân, tình yêu là những ngôi sao bay vào trong đêm. Đừng buồn nghe ân, đừng sầu nghe ân, tình yêu là những ngôi sao bay vào trong đêm. Tình hãy tình đã say tơ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bài hát tiếp theo thì Nhã Loan xin gửi đến quý vị bài hát mang tên Như Vẫn Còn Đây của nhạc sĩ Phúc Trường ạ. Và một lần nữa mong quý vị và cũng như cho những người ở đây và có đăng kênh YouTube và cũng như TV hãy ủng hộ cho anh Michael Võ một lần nữa ạ. Rồi nhiều đêm anh ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây, rồi lại thấy anh về trong mộng, nắm tay anh có nào hay. Hãy một lần ôm em và đừng rời xa anh nhé. Xin hãy một lần nói anh vẫn luôn cần em. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn vẫn nhớ, rồi em luôn vẫn không, em luôn vẫn mơ, rồi em luôn vẫn chờ. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn cần anh, rồi em luôn vẫn mãi đời. Người hãy mong anh quay về. Nhiều đêm anh ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây, rồi lại thấy anh vô trong mộng, nắm tay anh có nào hay. Hãy một lần ôm em và đừng rời xa anh nhé. Xin hãy một lần nói anh vẫn luôn cần em. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn vẫn nhớ, rồi em luôn vẫn không, em vẫn luôn mơ, rồi em luôn vẫn chờ. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn tay anh và em sẽ xem mãi đời. Người hãy mong anh quay về. One more time. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn vẫn nhớ, rồi em luôn vẫn không, em luôn vẫn mơ, rồi em luôn vẫn chờ. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go until you know. Em luôn cần anh, rồi em luôn sẽ mãi đời. Người hãy mong anh quay về. Người hãy mong anh quay về. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Nhã Loan rất nhiều. Kính thưa quý vị, trở lại cái chữ help hồi nãy Oscar có chị kể cho quý vị nghe. Thì tiếng Việt mình chữ help là giúp đỡ hay là phụ giúp vân vân. Thì có một cặp vợ chồng kia đi hưởng tuần trăng mới cưới xong đi hưởng tuần trăng mật. Đêm đó chàng mới tâm sự với nàng là: em ơi, anh thề sẽ không bao giờ phụ em. Nghe hấp dẫn quý vị, nàng rất là sướng mê người luôn. Trời ơi, anh chàng không bao giờ thề một lòng chung thủy không bao giờ phụ em. Sau một tuần trăng mặt trở về cuộc sống bình thường, sáng sớm tất bật làm đồ ăn sáng, chạy ra vô, chàng cứ ngồi đọc báo thì nhẫn nhớ nó. Trời ơi, anh có biết mình sắp sửa đi làm mà tất cả mọi chuyện em phải lo hết mà sao anh không giúp em một tay gì nữa. Ủa, em quên cái đêm tân hôn anh nói gì hả? Anh thề không bao giờ phụ em mà. Tức là không bao giờ hép em đó quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trở lại chương trình ca nhạc, một tràng pháo tay cho Hot Boy, nam thần của dòng nhạc bolero trên hải ngoại chúng ta, nam ca sĩ Leon Vũ với bài hát Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc. Cho Leon gửi lời chúc mừng cũng như gửi lời cảm ơn anh Michael Võ cũng như tất cả trong ban tổ chức đã cho Leon đến với sân khấu hôm nay, cũng như mong tất cả đang theo dõi chương trình và đặc biệt là những VIP có mặt tại đây nhớ ủng hộ cho anh Michael Võ cũng như người Việt của mình đang tiến thẳng vào những nơi mà như Leon thì lớn lên cũng từ đây, từ trên đất Mỹ thì rất là cần những sự giúp đỡ cũng như rất là cần người Việt mình trong một cái nơi về politics. Thì một lần nữa cho Leon chúc mừng anh Michael Võ và cảm ơn tất cả. Thôi nhé em, đừng nhiều hận sâu, đừng thương tiếc những gì xa nhau, đừng trách chi đã lỡ duyên rồi. Hai đứa ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ấp chi một đinh mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trong theo ngập ngừng. Tình yêu mất đi còn đâu, anh đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong, em trách chi người sang sông. Thôi nhé em, đừng buồn làm gì, đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngập ngừng. Từ đây chết trong lòng nhau. Chi một đinh mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu, anh đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong, em trách chi người sang giờ. Thôi nhé em, đừng buồn làm gì, dù thương tiếc cũng là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, anh khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng nhau. Đời cớ sao lại lắm u sầu, anh khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng. Nhạc phẩm vừa rồi viết của cố nhạc sĩ Song Ngọc, Leon xin một lần nữa gửi cho tất cả. Và với cái tựa đề Đỉnh Mến cũng là cái gì đó Leon muốn gửi cho anh Michael Võ tối hôm nay. Và bài hát thứ hai xin gửi đến bài hát được mang tên Duyên Số Cầm Ca. Xin mời quý vị. Xin quý vị có mặt tại phòng thu của anh Việt Anh cho một tràng pháo tay cho ban nhạc Nghĩa Sữa tối hôm nay ạ. Một nửa của tôi nay đã rời xa, một nửa của em vẫn hoài chờ mong. Một nửa ngày xưa tôi mãi không quên, một nửa ngày nay tôi đã đánh rơi. Đừng buồn em ơi, duyên số hợp tan, để rồi chuột lấy vết đầu kim châm. Tội nghiệp thân tôi, số kiếp đơn côi. Tội nghiệp thân tôi, duyên số cầm ca. Đêm từng đêm nước mắt tôi rơi, lăn dài sau khuya sau ánh đèn. Một nỗi buồn vây kín của người ca sĩ khó vì yêu. Trong đời ai có mấy khi đau, nhưng niềm đau đối với người nghệ sĩ rộng rất trăm ngàn lần người bình thường. Một nửa của tôi nay đã rời xa, một nửa của em vẫn hoài chờ mong. một nửa ngày xưa tôi mãi không quên, một nửa ngày nay tôi đã đánh rơi. Đừng buồn tôi ơi, duyên số hợp tan để rồi chuộc lấy vết đầu kim châm tội nghiệp thân tôi, kiếp sống đơn côi tội nghiệp thân tôi, số kiếp cầm ca. Đêm từng đêm nước mắt tôi rơi lăn dài sau phía sau ánh đèn, một nỗi buồn vây kín của người ca sĩ khổ vì yêu. Trong đời ai có mấy khi đau, nhưng niềm đau đối với người nghệ sĩ khi đã yêu ai yêu trọn đời. One, two, three, one. Một nửa của tôi, một nửa của tôi nay đã rời xa, một nửa của tôi duyên số cầm ca. Cảm ơn vì rất nhiều. Cảm ơn Leon rất nhiều. Leon ơi, đứng lại, hot boy của làng Bolero hải ngoại. Cho Oscar hỏi là Leon có bao giờ từng làm việc hay là gặp gỡ anh Michael Võ chưa? Leon làm việc bên. Thật ra thì Leon cũng đã vài lần đến office của anh Michael Võ trên đường Bô Sa, tại vì cái đó đầu mặt với cái của Leon. Thì sau không. Good try. Leon qua đó thì tôi làm mình có thể nói rằng một cái tiện cho tụi này là từ bên đường bên đây cứ băng qua rồi làm đưa giấy tờ cho nhân viên của anh Michael, rồi khi có thì anh Michael nhân viên hay là anh Michael gọi được cái băng jaywalk đó, băng đại thôi, qua lấy giấy tờ về hay là lấy cái biển số về. Thì sẵn đây Leon cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Và khi Linda Trang Đài là một người bạn của Leon ngỏ lời nói là Leon ơi có rảnh không hát cho cái chương trình của Michael Võ, thì Leon nhận lời liền. Quý vị có biết Leon rất là nổi lên sau một cái vụ mà đám tang của anh Vũ rất là hot, tại vì đẹp trai, có tài nhưng mà lại rất là có tâm. Cũng như anh Michael Võ thì chúng ta muốn giúp anh Michael Võ để thắng trong tranh cử của giám sát viên. Thì từ sau cái vụ đó thì Leon rất là hot. Mỗi lần mà show của Leon là đặt bao nhiêu đông, rất là đông người mà cái YouTuber rất là hot. Thì nhân cơ hội này Oscar muốn mời Leon, có thể là mời tất cả fan ủng hộ của Leon vô cho anh Michael Võ hay là lên website voteformichael.com. Chỉ một tiếng nói của Leon là tất cả fan cứng của Leon vô cho anh Michael. Tại quý vị có biết là trong lịch sử chỉ có người đối thủ thắng đối người kia chỉ có 3 phiếu mà đã giành chức giám sát viên, và mà vừa rồi anh Andrew Đỗ chỉ thắng đối thủ mình có 47 phiếu. Do đó every single vote counts, phiếu nào cũng được tính. Do đó xin mời Leon có thể nói vài lời. Vâng, Leon thì rất là mong fans cũng như những người đang theo dõi chương trình đang yêu thương Leon vào cái website của voteformichaelvõ.com ngay lúc này thì voteformichaelvõ.com. Yes. Thì mọi người nhớ giúp Leon cho Orange County Supervisor cho anh Michael Võ một lần nữa. Sẵn đây Leon trân trọng và cảm ơn tất cả đã yêu thương và dành tình thương trân quý đến cho Leon Vũ một lần nữa. Cảm ơn ạ. Thank you Leon rất nhiều. Và bây giờ để thay khỏi không khí, một phần trình diễn đặc biệt của vũ sư Quốc Dương và Bảo Trân. Quốc Dương gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh chị và tất cả các cô chú bác đang theo dõi chương trình. của thị trưởng Michael Võ. Và kính thưa quý vị, để nói trước đi, lát rồi mà tự diễn xong rồi nói hơi khó, cho nên xin phép được kêu gọi quý vị trước. Trước hết là gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị, và sau đó là yêu cầu các anh chị cũng như là mong các anh chị sẽ ủng hộ cho cộng đồng chúng ta có những tiếng nói. Bởi vì chúng ta ở rất xa Washington, ở rất xa thủ đô, và chúng ta ở rất xa California của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng nên phải có một cái tiếng nói của người Việt Nam. Mà những tiếng nói này là những tiếng nói đại diện cho dân, đại diện cho chúng ta. Và Quốc Dương mong rằng quý vị sẽ đến và cũng như là vote cho anh Michael Võ là thị trưởng, mà cũng là người anh thân thương của Quốc Dương. Và trong cộng đồng chúng ta thì đã quen biết anh quá nhiều trong cái business của anh. Vậy thì chúng ta hãy cùng vào trong voteformichaelvõ.com. Và xin cảm ơn đến tất cả quý vị. Và bây giờ thì Quốc Dương đã gọi là biểu diễn khiêu vũ thì không thể diễn một mình, cho nên Quốc Dương lại phải mời một người partner cùng trình diễn với Quốc Dương. Xin quý vị cùng thưởng lãm một vũ điệu. Vũ điệu này cũng là bài hát của Quốc Dương, và vũ điệu này cũng là vũ điệu rất là romantic. Xin mời quý vị xem. Xin mời Bảo Trân. Em xinh như tiên trần, về bên anh mang bao nhiêu thơ mộng. Gặp một lần thôi mà tình như giấc mơ, gặp một lần thôi giật giờ bao nhớ nhung. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình nỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiên tha, cho nhớ nhung vơi cạn. Em cho anh bao điên cuồng, ngày đêm thao thức đôi tay ôm mong chờ. Một lần yêu em ngại ngùng trong bóng đêm, từng ngày qua thẫn thờ nhớ thương em. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình nỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi, được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu. Cảm ơn phần trình diễn đặc biệt của Vũ Quốc Dương và Bảo Trân. Kính thưa quý vị, thật là đặc biệt hôm nay có một vị khách đặc biệt. Em sẽ mời lên đây sân khấu, quý vị sẽ biết ngay. Một tràng pháo tay đặc biệt cho danh hài Hoài Tâm. Yeah, I love you. Yeah, mình cũng còn trong tháng Giêng năm Tết mới mà phải không? Dạ. Thì Hoài Tâm mến chúc cho quý vị luôn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một tình yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông và luôn có một gia đình thịnh vượng. Yeah. Mình có gia đình thịnh vượng rồi, tại sao quý vị biết sao không? Vì người ta, ông bà mình có cái câu rằng là có thật thì mới giật được đạo. Mình thịnh vượng rồi thì mình mới vô, mình ủng hộ anh Michael Võ được quý vị ạ. Tâm là cư dân của thành phố Fountain Valley suốt 16 năm. Và đây là một cái tâm tình Tâm muốn gửi đến anh Michael Võ. Thật sự quý vị biết không, nhiều khi có những lúc mình không bao giờ mình nghĩ mình cần tới anh Michael Võ. Mình không nghĩ đến là mình sẽ lúc nào đó mình phải chạy tới thành phố CD để mình nhờ vả một cái gì đó. Nhưng đến lúc tắt lửa tối đèn thì mình mới biết là mình có cần hay không. Thưa quý vị, ở Fountain Valley muốn sửa cái gì này nọ, dạ không được, dạ anh Michael ơi, help me là có liền. Help me, dạ em help me chứ không dám hiếp me. Dạ có sợ chị Mai, chị không chịu. Chị Nga chứ. Thưa quý vị, cũng như là năm vừa rồi, quý vị biết là hàng năm thì Tâm vẫn thường hay làm chung với Việt Hương những cái lễ dỗ tổ sân khấu cho anh em ca nghệ sĩ. Thì mỗi năm thì nó rất là ok. Chỉ có đến năm vừa rồi là chúng ta fall into cái pandemic. Thì cái chuyện mà tổ chức quy tụ bao nhiêu trăm anh chị em, mấy trăm anh em ca nghệ sĩ nó rất là khó. Và thật sự ra đó thì không làm thì không được. Tại vì cái đó là một cái vấn đề tâm linh và một cái vấn đề cũng như là một ngày Tết của người nghệ sĩ. Và nó rất là quan trọng, ngày lễ dỗ tổ sân khấu rất là đặc biệt đối với anh em ca nghệ sĩ. Thì chúng tôi một lần nữa lại cầu cứu thế anh Michael Võ. Và thật sự ra em cảm ơn anh rất là nhiều. Em đứng lên đây, em muốn nói lời cảm ơn anh vì quý vị biết không, gọi anh Michael Võ. Xong anh Michael Võ, anh chỉ giúp đỡ là chỉ em phải kiếm security ở đâu, mình phải match những cái guidelines nào, 100 người cho mỗi một cái session thôi, rồi phải có security, phải được approve qua bao nhiêu level thì mới mở ra được một cái buổi tiệc lớn, một cái ngày lễ dỗ tổ sân khấu cho tất cả gần hơn 300 anh chị em ca nghệ sĩ ở hải ngoại này đến tham dự. Và em nói thật lòng là bao nhiêu năm nay thì anh giúp đỡ rất là nhiều, thì coi như là đây là tấm chân tình của em gửi tới anh. Và em hy vọng rằng là quý vị hãy vote cho voteformichaelvõ.com. Quý vị biết không, bây giờ mình có bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Dạ, của ít lòng nhiều mà phải không quý vị? Dạ, có 5 đồng thì cũng được, 10 đồng cũng được, 100, 200, 3.000, 5.000, 10.000. Anh Michael Võ càng thích hơn. Dạ, ảnh nhận hết tất cả các mọi pay, mình nhận PayPal luôn phải không anh? Dạ, PayPal, check, dạ, EDD, PPP gửi hết. Được hết đó quý vị. Thưa quý vị, thật sự ra Hoài Tâm thì là nghệ sĩ hài. Mà bây giờ lên đến đây á, thì nói cho quý vị nghe vui chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta phải có một người partner của mình nữa để diễn. Mà bây giờ không có thì hôm nay giống như anh Oscar nói thì Tâm sẽ làm một cái tiết mục đặc biệt. Là tại vì ông bà mình có cái câu là một cây làm chẳng nên non. Phải không? Phải một cây làm chẳng nên non. Dạ, 4 tay chụm lại là lên sòng tiến lên. À, không, nó lộn rồi. 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại mới nên hòn núi cao. Với cái tinh thần là người Việt ủng hộ với nhau người Việt, thì bây giờ một mình Hoài Tâm đứng lên đây sẽ không có nói lên được hết cái tinh thần support cho anh Michael Võ. Cho nên Hoài Tâm mời thêm 2 người bạn nữa lên đây làm 3 cái cây chụm lại. Hy vọng là coi như với tinh thần người Việt ủng hộ người Việt và support lẫn nhau, xin quý vị hãy dành một phiếu cho anh Michael Võ với cái chức là Orange County Supervisor. Và chúng ta biết rằng là một lúc nào đó khi chúng ta cần tới anh Michael Võ, always ready to be there and help cộng đồng của chúng ta. Chúc anh thật nhiều may mắn. Và thưa quý vị, 2 cái cây Hoài Tâm còn muốn nói lại đó. Xin quý vị một lần nữa chào đón anh Leon Vũ và Vũ Quang Vinh. Dạ. Cái tiết mục này quý vị biết tụi em sao không? Chị Nga chỉ nói chứ Tâm ơi, em tới đây em ủng hộ tinh thần cho anh Michael Võ đi. Em nói dạ em tới em ủng hộ, nhưng mà bây giờ chị làm gì? Chị nói em có thể ca múa hát vũ sexy muốn làm gì đó em làm. Dạ, thì em mới nói thôi bây giờ như vậy nè, có hôm ấy thì ba anh em kiếm một bài hát, hát chung với nhau và tặng cho quý vị. Suy nghĩ nát óc thì mới nghĩ ra được cái bài hát này. Mà bài hát này nó cũng có cái tên rất là một cái chuyện đặc biệt, là được kết hợp bởi ba người cố nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đó là chú Lê Vinh, chú Anh Bằng và chú Trần Trịnh, đúng không anh? Và nhạc phẩm đó được mang tên là Linh Hồn Tượng Đá, với cái sáng tác ở dưới bút danh là Mai Bích Dung. Và bây giờ xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Linh Hồn Tượng Đá với ba cái cây ở bất đắc dĩ. Rồi, dạ, em nói trước, thật sự ra tại này là tại anh Quốc, anh Việt Anh nè. Quý vị biết sao không? Em không có thuộc lời. Em đóng kịch mấy chục trang vậy đó em nhớ. Nhưng mà bài hát á, thật sự quý vị biết không, nghệ ca sĩ phải rất là hay quý vị. Bao nhiêu bài hát mà thuộc hết. Dạ, nhất là có chị hai Hương Lan ở dưới đây. Dạ, coi như là suốt cả cuộc đời đi hát trên 100 bài hát mà nhớ hết. Em kịch đó nha, mấy trăm trang em cũng nhớ. Chỉ có bài hát là em không bao giờ em nhớ lời. Dạ, em nói anh Việt Anh ơi nhớ để cái prompter cho em. Anh nói ừ tới đi. Xong giờ em tới nơi em mới phát hiện ra không có prompter. Bây giờ quý vị phải tinh thần ủng hộ em thiệt sự, vỗ tay thiệt lớn ủng hộ tinh thần cho em. Ba cho như là cho Vũ Quang Vinh cũng như là anh Leon Vũ, và đặc biệt là cho giám sát viên của chúng ta tương lai, anh Michael Võ. Yeah. Ủa ai đóng vai Linh Hồn vậy? Hả? Ai đóng vai Linh Hồn Tượng Đá? Bây giờ anh chưa hát, anh đóng vai Linh Hồn trước đi. Rồi. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đời ai đây và tim ai đây. Nghe nổi tiếng gào thét giữa muốn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gầm lại lần thứ hai. Em ơi, thời gian gần cuối nào được bao nhiêu, mà khi hơi gòn lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặm gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấm kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đời ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Dạ, em hát là hai bên phải đứng nhắc tuồng cho em. Dạ. Hôm nay rất là vui bởi vì anh em mỗi lần mà Leon làm show thì Hoài Tâm đến ủng hộ và lên hát chung cho vui. Thì hôm nay tại đây với cái chương trình của anh Michael Võ cũng được ba anh em đứng hát cho vui để cổ Võ vote, cổ Võ phiếu bầu. Mọi người nhớ ủng hộ nha mọi người. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kể vai em bằng con tim một người yêu em. Trưa nắng cháy sợ gió núi sâu sông khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em ơi thà không làm ngỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi xa em rồi, tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không làm ngỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấm kỷ niệm đơn. Như hình một pho tượng chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sông khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ hai. Em nói thiệt với quý vị luôn á, đóng kịch không bao giờ sợ, hát mà em rung bập bập luôn á. Đúng rồi, em đứng mà em dịnh em thiếu điệu, hai cái chân nó quẹo xuống luôn quý vị. Đứng như hình một pho tượng vậy đó. Dạ, em nãy em thật sự luôn, em rung quá, em định làm nói để em làm pho tượng, nhưng mà không được ăn quý vị, không có được, tại vì anh nhìn qua em lại quý vị này sao tưởng được. Mà quý vị thật sự này là tội lỗi anh Việt Anh không á, anh phải để cái prompter đồ này nọ chứ, người ta ca sĩ nghiệp dư mà anh kỳ quá, ta ca lẻ mà anh làm như là kỳ. Và thật sự một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, sự hiện diện của vị ngày hôm nay. Tâm nghĩ rằng là đó một niềm rất là hạnh phúc cho anh Michael Võ, và một lần nữa em chúc cho anh Michael Võ thật nhiều may mắn, vì em biết rằng là trong tương lai dạ mỗi trong chúng ta đây cũng sẽ chạy đến và hoặc là một đêm nào đó gọi đến anh I need your help. Cho nên quý vị ơi, cho một vote liền cho anh Michael Võ với Orange County Supervisor. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you. Một lần nữa ba anh em xin cảm ơn tất cả. Wow, cảm ơn ba hot boy của làng tân nhạc hải ngoại. Quý vị ơi, ở dưới này thì em nghe ba anh hát thì có nhiều người chắc vô anh Oscar ơi, ba người đó so hot, crazy hot, super handsome whatever. Thì chữ crazy hot làm em nhớ tới một câu chuyện. Trong một bệnh viện tâm thần, một ngày đó thì bác sĩ mới gọi một bệnh nhân lên, mới nói là có hai tin, một tin vui mà một tin buồn. Muốn nghe tin nào trước? Tin vui là anh đã hết bệnh, tại vì hôm qua có một người bệnh nhân khác té xuống giếng và anh đã nhảy xuống cứu người đó lên. Tất nhiên là tinh thần anh bây giờ là normal rồi, không có gì hết, thì anh được sắp sửa xuất viện. Nhưng cái tin thứ hai, tin buồn là cái người mà anh đã cứu lên ngày hôm qua treo cổ tự tử chết rồi. Anh này nói, đâu có đâu, hôm qua tôi vớt nó lên thấy nó ướt nhem, tôi treo nó phơi nó lên cho nó khô. Chứ không phải là người đã tự tử, là phơi cho nó khô. Và bây giờ trở lại với chương trình ca nhạc. Một giọng ca đã từng đi vào lòng người. Cô đi hát từ lúc rất bé, mà giọng ca cô không bao giờ chen lẫn giữa tân nhạc và cải lương. Một khi mà cô cất tiếng hát lên, bao nhiêu người phải trầm trồ, ô ngọt quá. Một tràng pháo tay đặc biệt cho nữ danh ca Hương Lan với nhạc phẩm Phố Đêm. Hương Lan xin thân ái kính chào tất cả quý vị, các bạn thân mến. Sự có mặt của mình hôm nay thì cũng như mấy em, mấy cháu đã đến đây để đóng góp vào cái chương trình hôm nay là với một cái tinh thần là với Hương Lan thì Hương Lan đấy là quý vị đã thương mến Hương Lan và đã nghe Hương Lan hát nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay sự có mặt của Hương Lan là hát để mong rằng quý vị thương mến Hương Lan thì thương nhiều hơn nữa để cổ võ cho anh Michael. Quý vị hãy ủng hộ cho Michael Võ nhiều để có trong mình có một người ở trong chính phủ mà làm việc cho chính phủ của Mỹ, một người Mỹ gốc Việt, thì tất cả sẽ có một cái gì đó để mà giúp đỡ cho tất cả những người mà mình cần đến. Ở đây thì phải nói tới là mình Việt Nam mình phải ủng hộ nhau và phải thương nhau hơn nhiều nữa, để mà mong rằng quý vị sẽ ủng hộ để cho Michael Võ được thành công trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe bài hát của Hương Lan đến với chương trình hôm nay, tặng cho tất cả quý vị và tặng cho vợ chồng Michael Võ. Mời quý vị nghe bài hát đầu tiên, Phố Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh. Xin cảm ơn. Trong đời những ngày thương tích lớn, mây đen làm úa trắng gầy, cho nên còn tiếng say mềm trước thềm ngàn lời vu vơ, vì người hãy mơ giống đời như vẫn luôn yêu đời, bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ, dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loài hướng yêu, chìm đắm trong hàng cây xa lạnh ướt mê. Chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước, cho tôi 10 ngón thiên thần, cho tôi 10 ngón thiên thần, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người đáng yêu và bài hát này thì quý vị nhớ nha, phải bỏ lá phiếu cho Michael Võ nha. Cho người yêu ước mơ, người đi khai phá nét kiêu xa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời. hoàng cầu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu, chìm đắm trong hàng cây giá lạnh ướt mềm. Phố đêm chờ người phong sương, chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay. Cảm ơn tất cả quý vị và quý mạnh thường quân có mặt ở đây. Và bây giờ Hương Lan hát bài nữa không? Hát bài nữa mà có ai ủng hộ gì không? Ủng hộ Michael Võ đi nha. Có ủng hộ gì thêm không? Hương Lan hát bài nữa nha. Xin cảm ơn quý vị. Và một bài hát kế tiếp mời quý vị cùng thưởng thức là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Bài hát rất nổi tiếng được mang tên Nửa đêm ngoài phố. Vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương chốt trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá tim, giữa đường phố hoa đèn có người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thế. Tiếc thay hoài công tôi, phố đã vắng thưa rồi. Biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lén vào hồn, làm khu mũi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tấm tình này, gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Bây giờ thì cũng còn là mùa xuân. Xin kính chúc tất cả quý vị và gia bình an, nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Nửa đêm lạnh mà tiếng bước buồn thế, tiếc thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi. Biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô mũi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị Hương Lan rất nhiều. Khó chị chút xíu. Chị ơi, em biết chị ở đây là mình cư dân California rất là lâu rồi. Thì anh Michael Võ, anh có một cái business. Nhưng mà đối với bản thân chị có bao giờ mà được anh Michael Võ hết vấn đề gì? Em đừng có nói tới mà xóa tiết kiệm hay sang tinh xe. Nhưng mà vấn đề mà ảnh làm Palm Valley, thị trường của Palm Valley, ảnh chị có bao giờ nghe một cái tin nào mà ảnh có làm những điều gì tốt cho cộng đồng mình không mà chị? Lý do mà chị đến đây, chị có nghe những người bạn. Riêng cá nhân chị thì chị gặp, không phải gọi là không có coi, kêu là Michael mình, gọi là Minh. Dạ, anh Minh. Họ gặp Minh rất là nhiều lần, tại vì có ra ngoài đó để làm một số giấy tờ về xe thì mấy chị em gặp nhau hoài. Nhưng mà nhờ cậy thì chưa nhờ cậy gì hết đó. Nhưng những người bạn của Hương Lan đã được Michael Võ giúp rất nhiều. Không, em không muốn nói tới vấn đề business của ảnh, em muốn nói tới vấn đề với một tư cách của thị trưởng Palm Valley. Chị có bao giờ nghe bạn bè kể là ảnh đã có bao giờ giúp người Việt Nam mình hay những cộng đồng sáng dân khác không mà để mình có thể vote cho ảnh? Chị thì chị nghe rất nhiều người bạn của chị nói là Michael giúp rất nhiều người. Và chị mong rằng ở đây thì trong những ngày sắp tới Michael Võ đứng lên một cái địa vị khác cao hơn, của giám sát viên của địa hạt mình. Thì có lẽ ở đây thì mình sẽ có một cái cơ hội nào đó. Riêng cá nhân là sẽ có ngày ra đó gọi Minh ơi Minh à, Minh ơi Minh à. Tại vì mình không có ở Palm Valley phải không chị? Do đó thực ra em muốn yêu cầu chị là mời tất cả fan của chị, tại em biết fan của chị rất là đông. Mặc dù không có ở thành phố Palm Valley, nhưng mà có thể gọi điện cho 11 cái thành phố thuộc điệu hạt 2 để vô cho ảnh. Thực ra bây giờ những người nào mà đã có cái mail in ballot rồi, có nhận được cái phiếu ở tại nhà rồi, bầu tại nhà, thì nên gửi đi càng sớm càng tốt. Ngày mai chúng ta hãy gửi đi. Còn những người nào mà đã tới tuổi 18 hoặc là chưa có đăng ký bầu thì tới địa điểm ngày 7, ngày 8, ngày 9, tới ngay địa điểm của thành phố Palm Valley để bầu, hay những thành phố của mình để bầu tại. Thì em mời chị, mời tất cả các fan cứng của chị một lần nữa. Thì Hương Lan cũng kêu gọi tất cả hãy bầu cho anh Michael. Và cũng Hương Lan hỏi quý vị hôm nay, quý vị thấy Hương Lan mặc áo màu đỏ không? Ít khi lắm. Hôm nay mặc áo màu đỏ là đặc biệt đó, là để cho mừng ngày chiến thắng của Michael Võ. Ngay cả cái microphone chị cũng đỏ luôn, là chúc anh Michael Lucky chiến thắng. Hiện tại bây giờ trên chị có đài, nếu quý vị người nhà có muốn coi TV lớn hơn là có đài Food and For Fun 57.17 mở lên kênh chương trình để có thể giúp đỡ anh Michael. Và website là đã có sẵn là voteformichaelvõ.com. Em cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Trở lại chương trình âm nhạc, quý vị tưởng hồi nãy có 3 hot boy đến trên sân khấu, ai cũng ở dưới bao nhiêu người reo hò, cực kỳ hot, super hot, crazy hot. Bây giờ em muốn mời quý vị thưởng thức bộ ba này, cũng gọi Việt Nam mình hay gọi là bộ ba thần thánh. một bộ ba đã từng xoáy động trên tất cả những sân khấu của hải ngoại. Một tràng pháo tay đặc biệt cho Công Thành, Linh và Henry Trúc. Xin cảm ơn em. Henry xin kính chào quý vị. Linh xin kính chào quý vị. Công Thành xin được kính chào tất cả quý vị và kính thưa quý vị. Thành và Linh và Henry rất là hân hạnh được đến đây ngày hôm nay. Sau một năm không được hát, bây giờ mới được trở lại để hát lần đầu tiên cho tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, đặc biệt là hôm nay Thành muốn xin nhắc nhở quý vị là mùng 9 tháng 3 một người bạn, một người rất là thân thương mà đã giúp cho cộng đồng của chúng ta bao nhiêu năm nay về giấy tờ xe, thì bây giờ anh là thị trưởng của Fountain Valley sẽ ra ứng cử giám sát viên của Orange County, tức là Orange County Board of Supervisors. Thành rất mong là ngày mùng 9 tháng 3 quý vị hãy bầu cho Michael Võ. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là một nhạc phẩm bằng tiếng Mỹ để mở đầu chương trình ngày hôm nay, và Thành xin được thay mặt cho anh Michael để giới thiệu nhạc phẩm này tặng đến với tất cả quý vị đang coi TV hay là đang coi trong điện thoại hay trong cái tablet, nhạc phẩm mang tựa đề Stand By Me. Stand By Michael. When the night has come, when the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, stand. Won't you stand by me? When the sky that we look upon, should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I know, I know, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand, won't you stand by me? Và kính quý vị, Thành xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Nghĩa Sữa. What a smile! It's a beautiful smile, Michael. Well, the sky that we look upon should crumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, I know, I know, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand. Won't you stand now? Stand. Won't you stand by him? Stand by him. Stand by me. Stand by Michael. Stand by him. Stand by me. By him. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm thứ nhì cũng là một nhạc phẩm rất là vui để đem đến cho tất cả quý vị đang ngồi tại đây và cũng như quý vị đang theo dõi chương trình để vote cho thị trưởng của Palm Valley Michael Võ ra làm giám sát viên của quận Cam chúng ta vào ngày mùng 9 tháng 3. Xin quý vị nhớ bỏ phiếu cho thị trưởng Michael Võ. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Lời Tỏ Tình Dễ Thương. This is especially for Nga, Michael's wife. Beautiful Nga, this is for you. Em như ngàn ánh sao lên trước bật đêm, lúc này đẹp gì những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, chờ giấc giấc làm em đam mê vẫn say, mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé, kề vai bên nhau không say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi trong trái tim này. Come on. Come on. Oh yeah. Come on. Oh. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trước màn đêm, đường linh đẹp xinh những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, chờ rằng trong lòng em đam mê cũng say, mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé, em kề vai bên nhau không say giữa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Nghe cái khúc này kính thưa quý vị, Thành xin rất mong quý vị cho nó vui chút chút. Bây giờ quý vị thử nhé, rằng anh yêu em. Ui quá đã, quá hay. Bây giờ quý vị tiếp tục nguyên cái khúc đó cho Thành nhé, rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh chờ. Này em yêu em, yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi trong trái tim này. Anh yêu em. Xin cảm tạ quý vị rất là nhiều. Và mùng 9 tháng 3 quý vị nhớ thị trưởng Michael Võ. Cảm ơn bộ ba thần thánh của làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, Oscar xin muốn nhắc lại là địa hạt 2 gồm có 11 thành phố: Newport Beach, Costa Mesa, Palm Valley, Huntington Beach, Seal Beach, Cypress, Rossmoor, Los Alamitos, La Palma, Stanton và Buena Park. Nếu quý vị có bạn bè thân nhân, mặc dù mình không ở Palm Valley, nhưng mà quý vị có bạn bè thân nhân của những sắc dân khác, bạn bè của mình, nên khuyến khích con em đấy, vote cho Michael Võ. Tại vì một lá phiếu cũng làm nên lịch sử. Do đó, chúng ta hợp nhất lại, chúng ta muốn làm nên lịch sử kỳ này là có 2 giám sát viên trong địa hạt của quận Cam chúng ta. Một lần nữa, Oscar xin kêu gọi quý vị, kêu gọi bạn bè, mặc dù không ở Palm Valley, nhưng mà biết bạn mình ở những thành phố đó thì kêu gọi bạn bè vô cho Michael Võ. Trở lại với chương trình âm nhạc. Một nam thần hồi nãy đã có mặt trên sân khấu, bây giờ sự xuất hiện của anh trở lại. Một tràng pháo tay đặc biệt cho nam ca sĩ Vũ Quang Vinh với nhạc phẩm Giọt nắng bên thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cảm ơn anh. Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật vui cùng với gia đình và bạn bè. Và đừng quên mỗi người một lá phiếu chung tay cho anh Michael Võ, voteformichaelvõ.com. Hoa vẫn hồng chứ sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong khói thua từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếng từng chiều hoàng hôn. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không gió nắng. Vẫn hồng chứ sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hữu vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sáng đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong lá bia từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng. Từng ngày bình yên, bài hát tìm trong lá bia, từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thêm. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Cá nhân Vũ Quang Vinh thì cũng có được gặp anh Michael Võ rất là nhiều lần ở bên đài truyền hình IBC bên chùa Đường Ngự. Dạ, em rất mong là sẽ kêu gọi được thêm nhiều khán giả của cá nhân Vũ Quang Vinh và các quý vị ở đây. Mỗi người thêm một lá phiếu cho anh Michael Võ để chúng ta có thể tự hào hơn về người Việt tại hải ngoại. Dạ. Và bài hát tiếp theo xin gửi đến quý vị là một nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt. Bài hát được mang tên Vòng tay người ấy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tình như giấc mơ, hãy giữ ai ơi cho giấc mơ còn đây. Một khi đã yêu người ơi, con tim sẽ mang thêm bao ưu phiền. Em yêu hỡi chớ có thờ ơ, yêu anh với nụ cười đắm say. Bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thắm thiết chứa chan những ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời. Giây, yêu trong bao chiều giông tố, rượu chưa uống nhưng tình đã say, tình chưa đến xin đừng chấp phai, sẽ có anh mãi luôn mong chờ vòng tay người ấy với những chân tình. Tình như giấc mơ, hãy giữ ai ơi cho giấc mơ còn đây. Một khi đã yêu người ơi, con tim sẽ mang thêm bao ưu phiền. Em yêu hỡi chớ có thờ ơ, yêu anh với nụ cười đắm say. Bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thắm thiết chứa chan những ân tình. Trong sầu nhớ sẽ có những tiếng hát xanh ngời, tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống nhưng tình đã say, tình chưa để xin được chớp phai, sẽ có anh mãi luôn mong chờ vòng tay người ấy với những chân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời, tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống nhưng tình đã say, tình chưa đến xin được chấp phai, sẽ có anh mãi luôn mong chờ vòng tay người ấy với những chân tình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ước gì phía trước mình là sàn nhảy đúng không quý vị? Xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui. Và em rất mong em sẽ thấy vote thêm được nhiều lá phiếu cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Thank you. Cảm ơn Hot Boy Vũ Quang Vinh. Quý vị biết không, Tết vừa rồi đó có người bạn đi mua đồ mà vô cái store thì gặp cô gái kia nói không biết Tết năm nay mua gì cho Vũ Quang Vinh. Anh đã đẹp trai mà hát hay quá. Biết cô salesman nói sao? Cho em số phone của ảnh đi. Cho anh số phone của em là được rồi chị. Là hot tới mức độ mà cô bán hàng nói cho số phone của em là đủ rồi, không cần gì hết. Trở lại chương trình âm nhạc, xin mời quý vị thưởng thức một phần trình diễn đặc biệt của nữ ca sĩ Huệ Quyên với nhạc phẩm Dấu tình sầu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Như thế này, cảm ơn anh. Huệ Quyên xin gửi tới tất cả quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay lời chào thân thương nhất. Xin chân thành cảm ơn. Và tất cả những cái lời chúc tốt đẹp thì vừa rồi anh Vũ Quang Vinh cũng đã nói rất là nhiều rồi. Huệ Quyên cũng chỉ xin được nói rất là ngắn gọn thôi là Huệ Quyên rất là hãnh diện vì cộng đồng người Việt chúng ta đã có rất là nhiều gương mặt để mà đứng lên làm lãnh đạo và giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta rất là nhiều. Và một lần nữa thì Huệ Quyên cũng mong rằng kêu gọi được bạn bè cũng như khán giả cũng những người cũng như là những người thân của Huệ Quyên để mỗi người một lá phiếu cho anh Michael Võ. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc được mang tên Dấu tình sầu. Chân em qua bao nhiêu lần lời dù đàn ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn tuổi gầy nồng lên mơ mơ trời còn mấy tiếng để lá mơ nhiều trên mi cho môi sầu chiều lên đỉnh núi ngang đầu ngặt hương cho cơn răng sầu dần hơn xin ngập lối đi đã dâng tiếng quang kính tôi buồn đường hoang vắng cho lá còn nhớ mãi hay quên lời và người tìm đến dòng hát mơ hồ vết bước năm xưa nay vương âm thầm hàng cây mơ bóng ven đường gọi người khi nắng phai gọi tình yêu bao lãng quên. còn nhớ mãi hay quên lời và người tìm đến giọng hát mơ hồ vết bước năm xưa nay vương âm thầm hàng cây mờ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vào lãng quên hàng cây mờ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vào. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng ra là nhẽ ra là để ủng hộ tinh thần cho anh Michael Võ là phải hát những thêm ca khúc mà nó vui nhộn một chút xíu nữa, nhưng mà Huệ Quyên nghĩ rằng là chương trình thì có rất đông ca sĩ mà Huệ Quyên thì chuyên trở những dòng nhạc tình thôi, cho nên là sẽ hát một ca khúc nhẹ nhàng nữa để tặng quý vị. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca khúc được mang tên Chiếc Lá Cuối Cùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng. Chiều vào thu tin em sâu lạnh giá lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn anh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân xanh, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một bên trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chi. Nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn rơi Mộng về một đêm xuân xa, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng hoàng đậu bên sông Danh. Mộng chát ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, nghe lòng mình về với di vang. Xa nhau chưa màng lòng, nghe quạnh vắng đường thanh thang gió lộng. Một mình ta rượu cạn ly uống say, lòng còn gió lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Rượu cạn ly phần trình diễn xuất sắc của nữ ca sĩ Huệ Quyên. Kính thưa quý vị, khi mà nhận lời làm MC cho chương trình Gây Quỹ của anh Michael, thực ra Oscar rất cảm động khi biết được, khi mà có một người bạn trong nhóm có nói là mẹ em 84 tuổi rồi mà đăng ký nhiều lần chưa bao giờ chích ngừa được. Thì Oscar đã gọi cho anh Michael. Chỉ qua ngày sau anh Michael nói gọi người đó, kêu người đó gọi cho anh Michael, là anh Michael giúp liên người đó. Mà anh Michael cũng là người thị trưởng đầu tiên đem đến cái chương trình mà giúp cho những người khiếm thị, những người mà không có xe lái đưa đến đăng ký để chích ngừa. Thì anh là người đầu tiên làm nên chương trình đó, làm nên lịch sử. Do đó Oscar muốn quý vị cũng cùng một tay với Oscar. Thực ra khi mà một chương trình gây quỹ thì phải là ở ngoài public rất là đông người. Có thiệt cho anh là bây giờ mùa Covid chỉ là online livestream. Do đó hồi nãy giờ thì Oscar cũng nói là voteformichaelvõ.com. Nếu quý vị có lòng tốt, cũng là muốn ủng hộ donation cho anh Michael để lên vào chức vụ giám sát viên thì vào voteformichaelvõ.com và quý vị có thể donate. Không có đồng tiền nào là nhỏ mà không có đồng tiền nào lớn. Tấm lòng quý vị đối với Michael Võ là ban tổ chức rất là chân thành. Thì trước khi mà kết thúc chương trình của một tiết mục rất là đặc biệt thì Oscar cũng nhân tiện đây thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả những truyền thông báo chí, những YouTuber để lát nữa Oscar sẽ quên đã giúp cho Oscar và cũng như ban tổ chức có một đêm nhạc rất là thành công như thế này. Và để trở lại mời anh Michael Võ trở ra sân khấu để cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng như quý vị đã từng giúp anh một tay, đã và đang ủng hộ Vote for Michael Võ. Xin mời anh. Cảm ơn Oscar. Trong liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đứng bên dưới nhìn tất cả các ca sĩ, tất cả mọi người và tất cả các fan trên khắp nước Mỹ theo dõi chương trình này, chúng tôi rất là xúc động. Sự ủng hộ của tất cả mọi người làm cho chúng tôi có thêm nghị lực để chúng ta, xin quý vị cùng với chúng tôi làm nên lịch sử tại quận Cam. Đây là cơ hội chúng ta có được, sẽ có được 2 người giám sát viên gốc Việt. Cộng đồng người Việt Nam sau bao nhiêu năm sinh sống tại nước Mỹ đến để có được một cơ hội đóng góp vào dòng chính là một chuyện khó. Để giành được 40% quyền lực của quận Cam, đó là một cái điều mà 45 năm nay chưa bao giờ có cơ hội này. Xin quý vị cùng với tôi kêu gọi người thân, người nhà. Có lẽ cộng đồng lớn nhất của người Việt Nam tại Westminster, tại Garden Grove không bầu cho tôi được, tại vì địa hạt số 2 chỉ có 11 thành phố. Chỉ có 11 thành phố. Xin anh nhắc lại những 11 thành phố cho quý khán giả. Ví dụ như là Newport Beach, Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Seal Beach, Rossmoor, La Palma, Los Alamitos, Cypress, Stanton cùng với Buena Park. Thì trong 11 thành phố đó Cộng đồng người Việt Nam chỉ có 5% lá phiếu mà thôi. Trong ngược lại dòng lịch sử, Oscar có nói lúc trước là đã có người giám sát viên thắng bằng 3 lá phiếu. Có 3 lá phiếu thôi quý vị. Vâng. Và đương kim giám sát viên địa hạt 1, anh Andrew Đỗ thắng bằng 47 lá phiếu. Thành ra lần này chúng ta không bỏ quên một lá phiếu nào hết, phải không ạ? Đó là lý do Oscar và anh Michael Võ mong quý vị khán giả đã coi chương trình hôm nay gọi tất cả bạn bè không phải là người Việt Nam, tại vì người Việt Nam trong đó chỉ có 5% thôi. Chúng ta muốn làm nên sự, tại vì con em chúng ta đi chơi rất nhiều sắc dân khác, ví dụ như là Chinese nè, rồi Korean, Japanese, người Mỹ trắng, tất cả mọi sắc dân khác đều ở trong những 11 thành phố đó đều có thể vô cho anh Michael Võ. Và đặc biệt những trẻ em mới vừa bước qua tuổi 18 cách đây mấy ngày là được quyền đi bầu hết. Bây giờ các lá phiếu đã đưa ra gửi ra rồi, phải không? Nhưng mà quý vị có thể giúp Oscar và anh Michael đêm nay gửi đi, ngày mai chúng ta gửi đi liền tức khắc. Còn nếu mà quý vị miss cái deadline không sao hết, chưa đăng ký không sao. Tới ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tới ngay phòng phiếu đăng ký và bầu luôn. Dạ vâng, cảm ơn Oscar. Thì thật ra đó, cái sự kêu gọi là chúng ta cùng với nhau nhắc nhở kêu gọi. Các bạn thử tưởng tượng cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Phi, cộng đồng người Korean đã đến đây, đất nước này lập nghiệp bao nhiêu năm, bao nhiêu đời rồi. Họ chưa bao giờ có cơ hội có được 2 người giám sát viên gốc Việt. Ngày hôm nay xin cùng với chúng tôi, xin góp một tay, chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử. Cảm ơn anh. Cảm ơn Oscar. Và anh đừng quên cảm ơn tất cả những mạnh thường quân hồi nãy giờ đã donate cho anh. Cảm ơn Oscar. Trong thời gian mà chúng tôi đứng ở phía dưới thì chúng tôi có check cái donor page thì rất là nhiều bạn từ trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi có những người gửi 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng. Có Bình với Phượng gửi 500 đô. Có Victor Lâm gửi 500 đô. Đó là những cái chân tình mà chúng tôi cũng nhân đây xin thành thật cảm ơn. Và dĩ nhiên trong cái cuộc vận động thì chúng tôi có những người Mỹ, ví dụ như là ông Dave Rodecker, ông ta gửi cho tôi 2.001 là số tiền tối đa mà có thể nhận được trong cái cuộc tranh cử này. Và thật sự ra tôi chưa hề biết ông ta là ai hết. Thì thưa quý vị, đó là những cái công việc mà chúng tôi đã làm và đã được sự ủng hộ không phải riêng của cộng đồng người Việt mà cộng đồng của người địa phương. Và nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn hơn 15 người thiện nguyện viên người Mỹ đã giúp cho chúng tôi liên tục một tháng vừa rồi, đã đến gõ cửa gần 30.000 căn nhà trong địa hạt số 2. Và có hơn 10 người Việt Nam, trong đây có cô Yến, đã bỏ thời giờ rất là nhiều đến tận nhà những người Mỹ, người Việt Nam để xin mọi người ủng hộ cho anh Michael Võ. Thưa quý vị, cùng với nhau chúng ta góp một bàn tay và cùng với nhau chúng ta làm nên lịch sử tại Quân Cam. Em biết là cái số tiền donate bữa nay và ngày mai và tới ngày đó sẽ rất là nhiều, do đó không thể nào đọc hết tất cả các tên quý vị cho. Nhưng mà xin nhận nơi đây một lòng cảm ơn chân thành nhất của anh Michael Võ cũng như ban tổ chức. Quý vị có thấy rõ ràng là sức mạnh của truyền thông, báo chí và YouTuber. Hồi nãy giờ mình ngồi đây mà đã có rất nhiều tiền đưa vô. Không có đồng tiền nào là nhỏ cả. Tất cả 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng đều có thể là donate cho anh để giúp anh tranh cử giám sát viên. Chúng ta góp một bàn tay làm nên lịch sử giám sát viên quận 2. Cảm ơn Oscar và xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ là sự chờ đợi quý vị. Một tiết mục rất là đặc sắc. Một tràng pháo tay cho fashion show của nhà thiết kế Jackie Tài.